Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của Giá Xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ cập nhật đến quý vị bản giá xe Kia Seato 2020 bên mình. Thì nhằm đưa thương hiệu Kia đến với người tiêu dùng gần hơn, thì Thaco đã tiến hành điều chỉnh giá niêm yết đối với dòng xe Kia tùy theo phiên bản, tùy theo mẫu mã. Thì đối với dòng xe Kia Seato này, nó có những cái điều chỉnh rất có lợi cho khách hàng. Thì nó điều chỉnh giảm từ 10 triệu cho đến 30 triệu tùy theo phiên bản nha quý vị. Trước mắt quý vị đây là chiếc xe Kia Seato bản 2.0 Premium màu đen. Nếu mà quý vị đã theo dõi những clip trước thì chiếc xe này có giá niêm yết trên thị trường là 675 triệu. Nhưng trong đợt này thì Thaco đang có chương trình ưu đãi giảm trực tiếp vào giá niêm yết của chiếc xe là 10 triệu, nó chỉ còn là 665 triệu thôi nha quý vị. Nếu mà lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính cộng với chương trình ưu đãi thuế trước bạ 50% của nhà nước nữa, giá xe nó chỉ còn là 723 triệu thôi nha quý vị. Nếu mà quý vị mua trả góp thì quý vị cần trả trước giúp em là 192 triệu thôi ạ. Mỗi tháng quý vị góp đâu đó khoảng 10 triệu rưỡi. Thì thủ tục trả góp đối với chiếc xe này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Quý vị chỉ cần chuẩn bị giúp em chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Đó là về hồ sơ pháp lý. Còn về hồ sơ tài chính thì quý vị chuẩn bị giúp em hợp đồng lao động, bản sao kê lương 6 tháng gần nhất. Nếu mà hồ sơ không chứng minh được thu nhập thì tùy theo hồ sơ, thì quý vị muốn biết hồ sơ của mình làm được hay không thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634. Thì em sẽ chắc hồ sơ của quý vị làm được hay không được thì em sẽ báo cho quý vị để mình biết và mình cân đối ạ. Thì giá trên là giá tạm tính, chưa phải là giá cuối cùng. Thì quý vị muốn biết chương trình khuyến mãi cụ thể như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Rồi em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này có đáng số tiền quý vị bỏ ra hay không nhé. Đối với chiếc xe này thì lưới tản nhiệt của xe thì vẫn là thiết kế hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia. Về chiều dài tổng thể của xe thì nó sẽ tăng 8 cm so đối với những cái phiên bản trước. Nó chỉ tăng về kích thước chiều dài của xe. Đó. Trên xe thì có những cái đường gân dập nổi, nó kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe, tại chiếc xe mình nó cứng cáp và thể thao hơn. Về phần đầu xe thì được trang bị cho quý vị là 4 cái cảm biến, và đuôi xe cũng là 4 cảm biến nha quý vị, giúp cho mình lùi vào đỗ xe một cách an toàn nhất. Rồi, đèn pha của xe là đèn full LED, cả đèn cốt đèn pha đều là full LED nha quý vị, đó là gọi là bi LED, nó tích hợp chung với nhau ạ. Có đèn LED chạy ban ngày, quý vị có thấy không? 4 chấm của nó là đèn LED chạy ban ngày ạ. Một điều đặc biệt là đèn xi nhan nó sẽ tách riêng so với cụm đèn pha, nó tạo ra một cái hốc tạo cho xe mình nó thể thao hơn, nó hầm hố hơn. Và đèn sương mù của nó là đèn halogen projector, là dạng thấu kính, nó cho ánh sáng vàng giúp cho mình dễ dàng di chuyển trong sương mù ạ. Rồi, động cơ của xe là động cơ NU 2.0, là động cơ thế hệ mới. Công suất phát ra của nó là 158 mã lực. Mâm xe, đường kính mâm là 17 inch, mâm đúc hộp kim nha quý vị. Vỏ thì sử dụng là vỏ Continental của Đức ạ. Cả 4 phanh đều sử dụng phanh đĩa. Nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp cho người lái dễ dàng tránh vật cản khi di chuyển trên đường, và hệ thống phân phối lục phanh điện tử để tăng thêm cái hiệu quả phanh ạ. Gương chiếu hậu trên xe thì gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ ở trên xe. Ngoài ra xe còn được trang bị cho quý vị viền mạ chrome, chăn kính và trên kính luôn ạ. Tạo chiếc xe mình có điểm nhấn nó tinh tế và nó sang trọng hơn ạ. Tay ném cửa thì cùng màu với thân xe và có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm ạ. Đây là nội thất của chiếc xe. Nội thất của chiếc xe này nó sẽ có mang hai tông màu đỏ và đen. Trên tắp bi cửa thì nó được bọc da nha quý vị, nên quý vị yên tâm ạ. Xe này thì quý khi quý vị chạy trên 20 km/h thì tự động nó lóc cửa. Đây là một điều đặc biệt, khi quý vị chạy xe thì mình có thể, nếu mà mình đi hai người thì mình có thể khóa ở những cái túi khí rèm ha, mình có thể
mở hoặc tắt cái hệ thống túi khí để giảm thiểu được cái thiệt hại khi mà có va chạm xảy ra nha quý vị. Rồi, đây là cái điều hòa của xe, được thiết kế tinh chỉnh rất là đẹp mắt, nó hơi hướng turbo máy bay, quý vị xem nhé. Trên này thì có cái thanh mà kim loại, nhìn rất là sang trọng luôn ạ. Tắp lô thì được bọc nhựa mềm, ghế thì được bọc da cao cấp hai màu đỏ đen nha quý vị. Ngồi rất là thoải mái luôn ạ. Gì cái xe này? Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Cái tư thế và độ ngã của ghế nó phù hợp với tư thế của người ngồi. Và ở phía sau còn trang bị cho quý vị là cửa gió điều hòa tốc độ làm lạnh của Kia, thì quý vị cứ yên tâm ha. Nó rất là tốt rồi ạ. Đây là khoảng không gian hàng ghế thứ nhất. Em cao trên 1m7 là ngồi để tư thế nó rất là thoải mái luôn nha quý vị. Nên quý vị cứ yên tâm. Thì quý vị muốn lái thử mình để mình cảm nhận cái độ cách âm cũng như là cái độ vọt của xe nó như thế nào, thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634, thì em sẽ mang xe tới nhà cho quý vị test nếu mà quý vị không có thời gian ha, cho quý vị xem xe tại nhà hết. Về cái dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng đối với Thaco thì nó rất là ok, nên quý vị cứ yên tâm nhé. Nếu mình không có thời gian chỉ cần nhắc máy gọi điện thoại và tụi em sẽ mang xe tới nhà cho quý vị test luôn ạ, để mình cảm nhận thử chiếc xe này có đáng với số tiền mình bỏ ra hay không nhé. Đây là phần đuôi của chiếc xe. Phần đuôi của chiếc xe này thì nó được thiết kế theo hơi hướng giống chiếc Audi nha quý vị. Vì nhà thiết kế của Audi thì nhà thiết kế của Kia thì đã từng làm việc tại Audi ạ. Những dải led mảnh nhìn rất là sang trọng, nhìn rất là tinh tế luôn. Ở phía sau còn trang bị cho quý vị là ốp bô đôi thể thao này. Đó. 4 cảm biến da giúp cho mình dễ dàng lùi và đổ xe một cách an toàn. Đồng thời tích hợp thêm camera da, ốp thì góc đánh lái để cho người dùng dễ dàng quan sát và cản ở phía sau. Cái led cốp này một số khách hàng mình có thể độ được luôn nha quý vị. Rồi, đây là khoảng không gian cốp của xe. Thì khoảng không gian cốp này nó rất là rộng, mình có thể để được rất nhiều đồ vật dụng, những vali lớn. Nó gần như là rộng nhất phân khúc rồi ạ. Hàng ghế thứ hai thì mình có thể gập được luôn nha quý vị, chỉ cần giật cái này thì mình có thể gập được hàng ghế thứ hai ạ. Mâm vỏ dự phòng đối với chiếc xe này nó là mâm đúc hộp kim, dùng chung với là 4 mâm ở ngoài luôn. Một số hãng xe khác nó chỉ là mâm sắt thôi, mình phải bỏ thêm tiền để mua thì nó rất là tốn kém. Còn chiếc xe này thì hầu như nó trang bị sẵn cho quý vị hết rồi. Có bộ đồ nghề tiêu chuẩn đầy đủ hết ạ. Rất là tiện lợi. Có cánh hướng gió nhìn rất là thể thao, vây cả mập nữa. Ở phía sau này quý vị nhìn nha, 4 cái la răng, 4 cái mặt mâm á, nhìn hơi là hơi hướng giống chiếc mẹ không, quý vị thấy không? Nhìn cái đòn rất là dài, nhìn rất là sang. Rồi, em sẽ lên vào cái phần con ghế tài của chiếc xe. Thì ghế tài thì chỉnh điện 10 hướng nha quý vị. Vô lăng thì gật gù 4 hướng. Cửa tài thì lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Lóc cửa tự động theo tốc độ, gập gương tự động luôn ạ. Có hệ thống cân bằng điện tử, ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc đều có hết nha quý vị. Đó là những cái tính năng an toàn. Đây là màn hình hiển thị đa thông tin của xe. Thì nó thể hiện những thông số cần thiết như tốc độ vòng tua máy này, tốc độ của xe, nhiên liệu, vân vân, hỗ trợ rất là nhiều. Đặc biệt chiếc xe này nè, vô lăng của nó là bọc da nè, trợ lực điện nha quý vị. Tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay, hệ thống ga tự động cruise control. Hệ thống này thì em cũng có giải thích rất là nhiều, hoạt động rất đơn giản, nhấn chữ cruise này sáng lên, đạp ga lên tốc độ mong muốn, buông thắng buông ga ra, nhấn xuống chữ set cho em cái đúng tốc độ đó nó chạy. Muốn tăng hoặc giảm chỉ cần nhấn cộng hoặc trừ. Hủy thì khi nào mình đạp ga đạp thắng tự động sẽ hủy chế độ. Đèn pha con này là đèn pha tự động nha quý vị, bật tắt theo ánh sáng. Màn hình EVN có thể điều khiển bằng giọng nói. Có navigation, có bản đồ Việt Map. Nếu mà mình không biết cái đường đi tới cái địa điểm mình cần đến, chỉ cần gõ địa chỉ thì tự động
nó sẽ hướng dẫn cho mình chạy tới ạ. Rất đơn giản. Trong quá trình chạy này nó sẽ cập nhật cái đoạn đường nào chạy ở tốc độ bao nhiêu, nó sẽ báo cho mình biết ha. Giảm thiểu được cái chạy quá tốc độ. Khởi động start stop bằng một lần nhấn. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. À, mình có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy thích. Nên quý vị cứ yên tâm nhé. Đó, điều chỉnh auto sạc không dây, số tự động 6 cấp, có thể chuyển về chế độ sport, báo tự động được nha quý vị. Đó, sport ha. Còn bình thường thì mình có thể điều chỉnh eco, smart này, comfort này, eco, rất là tiện lợi luôn. À, gương chiếu hậu chống chói. Nếu mà không có gương này á, khi mà buổi tối đèn pha nó pha vào mình á sẽ làm mắt mình chói đi. Còn đối với chiếc xe này, nó tự có gương này, nó tự động nó làm mờ ánh sáng đi, cho mắt tài xế không bị chói. À, có cửa sổ trời rất là thoáng luôn, mình có thể mở được cửa sổ trời này ra luôn nha quý vị. À, rất là tiện lợi ạ. Ngoài ra thì xe còn trang bị cho quý vị là hệ thống chống trộm này, chống mài hóa động cơ và rất là nhiều cái tính năng trên xe nữa. Thì quý vị muốn trải nghiệm, muốn xem xe thực tế mà mình không có thời gian thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634, hoặc là quý vị nếu mà thắc mắc về chương trình giá, chương trình khuyến mãi, tính năng của xe, chương trình trả góp thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của quý vị. À, 24/24 nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, hãy like và subscribe kênh giúp em nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.